chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chương trình là phần tin phản ánh một số hoạt động phòng chống tội phạm hình sự của lực lượng công an trong tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là các phóng sự. Cảnh giác với thủ đoạn làm giả vé số trúng giải để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet hơn 4.000 tỷ đồng. Phụ nữ công an Đắk Lắk chung sức vì người nghèo. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Qua công tác theo dõi nắm tình hình, Công an xã Ea Hờ Đinh, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Đối tượng này là Dương Thị Hồng Thủy, hộ khẩu thường trú tại xã Nga Mi, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Tháng 9 năm 2020, Thủy bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhưng Thủy đã bỏ trốn vào xã Ea Hờ Đinh, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Nhưng sau 2 ngày, từ khi nhận được quyết định truy nã của Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an xã Ea Hờ Đinh đã nhanh chóng truy tìm và bắt giữ Dương Thị Hồng Thủy, giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xử lý. Qua công tác tuần tra đêm và mật phục, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản. Đó là Hoàng Trịnh Tâm, trú tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột và Phan Lê Cẩm Lương, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi trộm cắp tài sản của một số nhà dân trên địa bàn phường Tân Lợi, hai đối tượng này đã bị một tổ tuần tra của đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ cùng tang vật và 3 chiếc máy tính xách tay và một iPad. Cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi dò la, thấy nhà dân nào sơ hở, cửa đóng không cẩn thận thì đột nhập trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Phan Lê Cẩm Lương đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng nay vẫn tái phạm. Một nhóm 2 đối tượng từ Nam Định vào Đắk Lắk hoạt động tín dụng đen cho người dân vay tiền với lãi suất cao cắt cổ vừa bị Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bắt khởi tố. Hai đối tượng bị khởi tố là Trần Văn Nhất và Trần Văn Đoàn. Đây là hai anh em ruột từ tỉnh Nam Định vào thuê nhà tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để hoạt động tín dụng đen. Cả hai đã in những tờ rơi quảng cáo với lời chào mời cho vay tiền nhanh gọn, dễ dàng, lãi suất thấp, có ghi số điện thoại, rồi đi rải trên các tuyến đường của thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Buôn Đôn. Khi có người điện thoại đến vay tiền, thì hai đối tượng này đến nhà họ xác minh gia cảnh, thấy có tài sản đảm bảo mới cho vay. Chúng bắt người vay viết giấy nợ và dùng điện thoại di động quay lại hình ảnh đó. Nếu đến thời hạn, người vay không đủ tiền trả lãi và gốc, thì hai đối tượng này sẽ chửi bới đe dọa bằng nhiều cách để khủng bố tinh thần, làm cho người vay lo sợ phải tiếp tục đến vay để lấy tiền trả lãi cho chúng. Nhóm này tính lãi suất cho vay với mức cao cắt cổ từ 180% một năm đến 720% trên một năm. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện bắt xử lý đối tượng Mã Trần Tú Uyên, trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã có hành vi giấu ma túy trong một hộp bánh để gửi qua đường xe khách đưa đến Đắk Lắk tiêu thụ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong hộp bánh này có giấu một gói 100 gram ma túy đá. Bước đầu, Uyên khai nhận đã gọi điện thoại đặt mua 100 gram ma túy đá này của một người phụ nữ tên Hương ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh với giá 17 triệu đồng. Sau đó, Hương nhét số ma túy vào hộp bánh trung thu và ra đường đón xe khách gửi hộp bánh này đến tỉnh Đắk Lắk. Còn Uyên thì đón một xe khách khác đến Đắk Lắk trước để chờ lấy ma túy đi bán kiếm lời. Nhưng khi Uyên đang đến chỗ xe khách nhận gói bánh chứa ma túy này thì bị tổ công tác phát hiện bắt quả tang.
Mã Trần Tú Uyên đã nghiện ma túy gần 10 năm nay và trước đó từng có một tiền án 6 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đã lên hệ với An chưa? Công an huyện Mơ Rắc, tỉnh Đắk Lắk vừa lật tẩy một thủ đoạn làm giả những tờ vé số trúng giải để đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người bán vé số dạo. Thời gian qua, Công an huyện Mơ Rắc nhận được một số đơn thư của những người bán vé số dạo, chủ yếu là người già, người bị tật nguyền trên địa bàn huyện, trình báo về việc họ bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền. Bằng ngày đi bán vé số, tối lại thì tôi nuôi chồng con ở bệnh viện. Vượt ve có mẹ chú đi chiếc xe sắt trắng, ông tới. Ông mua cho tôi là một cặp vé số, xong ông mới đưa tôi 3 tờ vé số trúng. Tôi dò trong sổ là tôi thấy trúng. Tôi mới đưa cho ông là 1 triệu, là với một cặp vé số là 200, là 1,2 triệu. Ông đi là tôi... Ủa sao móc ra móc vô thì nó trừ cái miếng dán ra lên. Nó chích ra, rồi bác bật ngửa ra về bác xỉu, bác không biết gì nữa hết. Sau đó tôi mới nhờ báo công an để mà giúp cho tôi, cho giờ tôi hết tiền mà tôi nuôi chồng con nữa rồi. Qua quá trình xác minh, điều tra, Công an huyện Madarak đã xác định được đối tượng gây ra các vụ lừa đảo là Bùi Cao Cường, trú ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bước đầu, Cường khai nhận từ Khánh Hòa đến huyện Mơ Rắc tìm những người bán vé số dạo lớn tuổi hoặc khuyết tật để mua vé số. Sau đó, hắn dùng những chiếc vé số đã cắt dán, tẩy xóa, sửa đè lên các con số giống với những tờ vé số đã trúng giải, rồi đi tìm những người bán vé số để lừa họ, đổi lấy tiền. Tôi mua số nhiều lần không trúng, nên tôi có ý đồ nghĩ ra cắt vé số chặt tạo thành vé số trúng. Tôi đi kiếm người già khuyết tật để mà lừa đổi lấy tiền người ta. Vì người ta già yếu không thấy nên tôi lừa đổi người ta. Tôi lừa người ta từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Thì qua cái sự việc trên thì cơ quan công an huyện Mơ Rắc cũng khuyến cáo người dân khi mà tiếp nhận những cái trường hợp mà nghi vấn có dấu hiệu khả năng làm giả vé số thì kịp thời báo cáo lực lượng công an để lực lượng công an xác minh xử lý, đấu tranh làm rõ để ngăn chặn cái việc lừa đảo bán vé số trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mơ Rắc tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet quy mô rất lớn với tổng số tiền cá cược giao dịch trên 4.000 tỷ đồng. Sau một thời gian kiên trì theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện bắt xử lý 12 đối tượng. Đường dây đánh bạc này do Võ Văn Hải, trú ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cầm đầu. 11 đối tượng còn lại gồm Trần Kim Hồng Quốc, Trương Thanh Mỹ Hoài, Hồ Ngọc Tuấn, Nguyễn Thành Chính, Nguyễn Huy Thành, Trương Ngọc Điệp, Hoàng Ngọc Phương, Bùi Khắc Bình, Nguyễn Anh Tuấn đều trú ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Duy Phát, Nguyễn Tấn Dương trú ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Hải là đối tượng quản lý tài khoản Supermaster cá độ bóng đá, sau đó chia thành 10 tài khoản Master, 21 tài khoản Agent, 76 tài khoản Member rồi phân cấp, phân chia cụ thể nhiệm vụ cho từng đối tượng trong đường dây. Chúng có tổ chức chặt chẽ và chọn những người thân tín, tin cậy, bảo lãnh thì mới cho người chơi tham gia cá độ. Bước đầu, đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng ngắn, 13 thẻ ngân hàng các loại, 28 điện thoại di động, 5 máy tính, laptop, hơn 350 triệu đồng và nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến việc cá độ bóng đá của đường dây này. Tổ phá án đã làm rõ, từ đầu năm 2019 đến thời điểm bị bắt giữ, tổng các tài khoản những đối tượng trong đường dây cá độ này giao dịch là hơn 80 triệu điểm, tương ứng với trên 4.000 tỷ đồng. Các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng Internet này rất là tinh vi.
Các đối tượng là sử dụng các thiết bị công nghệ bảo mật Wi-Fi và tự động cảnh báo khi cơ quan chức năng theo dõi. Các đối tượng là sẽ sử dụng các mạng xã hội như là Zalo, Viber để liên lạc và thông tin, và các đối tượng chuyển tiền thắng thua qua các cái tài khoản của ngân hàng nhằm che giấu cái hoạt động phạm tội. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để mà kiên trì và xác minh triệt phá tụ điểm trên. Thông qua mạng Internet, đường dây này hoạt động rất tinh vi và có sự liên kết giữa các đối tượng nhiều tỉnh, thành với nhau với số tiền giao dịch cá độ hàng ngày lên tới 10 tỷ đồng. Vào khoảng năm 2019, là tôi có lấy một cái tài khoản cá độ bóng đá và có chia ra cái tài khoản nhỏ, và ở Đắk Lắk thì có giao cho anh Chính một cái và anh Quốc đây một cái. Quy định là thắng thua thì là hàng tuần thứ hai sẽ tính tiền. Ở trên cái mạng đó thì giao cho đó thì để sử dụng để đánh những cái trận bóng đá có trên mạng, trận báo bóng đá. Rồi hàng tuần đó là ví dụ anh thua gì thì tôi sẽ nhìn đó và sẽ nhắn tin cho anh Chính và anh Quốc để tính tiền anh thua. Tôi lấy về là với giá là 6.000 đồng một điểm và sẽ giao lại là 12.000 đồng một điểm cho những cái đại lý dưới. Khoảng đầu tháng 7 năm 2020 á, thì em có dự một cái màn tổng dùng để cá độ bóng đá. Thì em về là em có mở cho 3 người chơi. Mỗi người là một cái trang, là 3 người chơi với em thì trong vòng khoảng 3 đến 4 tuần. Anh Đồng có giới thiệu 4 người chơi. Quy ước em nhận từ anh Đồng á, là 20.000 trên một điểm. Em về em có tách ra 3 người chơi, tương ứng với một điểm là 50.000. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện triệt phá trên địa bàn tỉnh. Cùng với toàn xã hội, trong 2 tháng gần đây, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk cùng với Hội Phụ Nữ Công an tỉnh đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, nhóm từ thiện đóng góp tiền, quà, xe đạp để trao tặng cho những phụ nữ và học sinh nghèo vượt khó ở một số xã vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh. Trong đợt này, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh, các nhà hảo tâm, nhóm từ thiện ở thành phố Hồ Chí Minh cùng nhà hàng tiệc cưới Victory Đắk Lắk đã đến thăm, tặng 720 suất quà cho những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 90 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó ở một số xã vùng sâu, vùng xa của huyện biên giới Ea Súp và các huyện Mơ Đờ Rắc, Ea Hờ Leo, Krông Năng, Krông Pách, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng. Bình thường con đi học trường con rất xa, con đi bộ thấy rất mệt. Hôm nay con được cô chú tặng xe đạp con rất vui. Con hứa con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ. Con cảm ơn các cô các chú đã tặng xe đạp cho con để đi học tới trường. Thì điều kiện về học tập của các cháu thì có rất nhiều khó khăn. Thì còn nhiều thiếu thốn, số lượng học sinh thì đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70%. Về mùa mưa thì các em phải là leo qua các đồi núi là hẻo lánh rồi thì qua sông qua suối. Đấy, trong cái môi trường thì các em ít được tiếp xúc thực tế với các cái hoạt động như thế này. Có thể nói rằng đây là một cái hoạt động rất là thiết thực. Đấy, nhằm động viên là kịp thời cho các em để các em có cái động lực vươn lên trong cái học tập. Không chỉ các thầy, cô giáo, học sinh, những nơi đoàn từ thiện đến được tiếp thêm niềm vui, động lực trong dạy và học, mà chính quyền các thôn, buôn, các xã cũng ghi nhận sâu sắc những hoạt động này. Đây là một cái việc mà Mạnh Thường Quân là giúp đỡ
với các em học sinh đặc biệt rất là khó khăn. Bên chính quyền địa phương cũng rất là cảm ơn các nhà hảo tâm và giúp đỡ chính quyền địa phương một phần quà nhỏ nhỏ như thế. Không chỉ riêng đợt này mà trong nhiều năm qua, Hội Phụ Nữ của Công an tỉnh Đắk Lắk cũng luôn chủ động, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động chung sức đóng góp tiền của, công sức, tâm huyết cùng toàn xã hội giúp đỡ, sẻ chia với đồng bào, học sinh nghèo ở các thôn, buôn, các xã vùng sâu, vùng xa biên giới trên địa bàn tỉnh. Thì thực hiện cái chủ đề đó là năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, thì Phụ Nữ Công an tỉnh đã triển khai nhiều cái hoạt động, trong đó có cái hoạt động là hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng biên cương gặp nhiều khó khăn. Trong khoảng 2 năm gần đây, đây là những hoạt động thường niên bởi vì nó gắn với cái chủ đề của Trung ương Hội triển khai cho toàn các cái cấp hội phụ nữ, thì chúng tôi đều tập trung ưu tiên trọng tâm quan tâm đến phụ nữ và trẻ em, và đặc biệt là đối với các cái trẻ em vùng sâu vùng xa chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Những lời thăm hỏi chân tình, những món quà thiết thực của đoàn từ thiện trong đợt này đã để lại cho đồng bào nghèo ở những nơi đoàn đến nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.